xa thà, chúng tôi nghe nói đến hòm bia tại cánh đồng xa. Chúng tôi tìm thấy hòm bia ấy, nào ta đây tiến vào cung điện của Chúa và ta mau kính chào phục bái nhan Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin mau lên đường với hòm bia uy nghi và cùng đi về nơi an nghỉ nguồn vinh phúc ngự trị. Mong hàng ngũ Lê Vi sống luôn công chính với từ bi và những người tối trung hãy mau cùng vui hò reo múa. Vì vua David là trung thần của Chúa, nguyện không xa lánh Ngài được Chúa sức dầu. Lạy Thiên Chúa, xin mau lên đường với hòm bia uy nghi và cùng đi về nơi an nghỉ nguồn vinh phúc ngự trị. Tìm chỗ an cư, Chúa ta vui thính chốn này đây. Ngài đã chọn Sion, Chúa ta còn ra lời tuyên phán rằng ngay nơi chốn này ta nghỉ ngơi mãi, vì ta ưa thính hoài ngự mãi lâu dài. Lạy Thiên Chúa, xin mau lên đường với hòm bia uy nghi và cùng đi về nơi an nghỉ nguồn vinh phúc ngự trị. Thank you.
ơi, đoàn con ở bốn phương trời, chẳng ngơi mến yêu ca ngợi Đức Mẹ là vàng. Quyền sang ngày tháng năm giữ kho tàng, sẵn sàng cứu nguy giữ gìn cho người cầu xin, thành tín thiết tha như Mẹ. Nguyện xin Đức Mẹ là vàng, nâng đỡ đường tin giữ gìn chúng con, lòng mến sẵn sàng. Nguyện xin dưới tình Chúa Trời. Mẹ ơi, đoàn con nguyện ước trong đời sửa sang gắng đi theo đàng Đức Mẹ là vàng. Dầu cho thử thách vấp ngã khôn giò, vẫn hằng vững tin Chúa Trời an bài toàn năng, vượt thắng bước đi cùng Mẹ. Nguyện xin Đức Mẹ là vàng, nâng đỡ đường tin giữ gìn chúng con, lòng mến sẵn sàng. Xin Đức Mẹ là vàng, thương dung nước Nam được luôn khai vinh dưới tình Chúa Trời. Thương giúp nước Nam được luôn